Xin chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin trưa của Đài truyền hình Bạc Liêu hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 4. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền trang trăng nam thơ may của đồng bào dân tộc Khmer năm 2018, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bạc liêu phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ quyền chính Lợi đã tổ chức trao một trang phần quà cho hội viên hội phụ nữ thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hưng Hội, quyền chính Lợi. Tại đây, bà Trần Thị Quari, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bạc liêu đã cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các hộ dân tộc Khmer. qua đó đã động viên và chúc các hộ gia đình người Khmer hưởng một cái Tết an lành, vui vẻ, hạnh phúc trên tinh thần an toàn tiết kiệm. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tình đoàn kết, tích cực sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong đồng bào dân tộc ở địa phương. Dịp này bà Trần Thị Qua Ri, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đã trao 100 phần quà cho hội viên hội phụ nữ thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm. Tổng trị giá các phần quà là 25 triệu đồng. Số tiền trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, vận động tỉnh sáng Ngọc Liên và các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ tuy các phần quà có giá trị không nhiều nhưng đã phần nào giúp các gia đình đồng bào dân tộc có thêm niềm vui nhân dịp Tết cổ truyền cho năm thơ mây qua đó thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cấp các ngành đối với đời sống vật chất của đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Quyền Vĩnh Lợi cũng vừa tổ chức họp mặt hơn 200 cán bộ công chức viên chức người dân tộc Khmer nhân dịp Tết của truyền tranh trên năm thơ may năm 2018. Đến dự có ông Trương Giang Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ, lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân quyền, các ban ngành đoàn thể trong quyền. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe thư chúc Tết của tỉnh quỹ, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu gửi đến các quà thượng, thượng tọa, đại đức A-cha và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh nghe báo cáo tình hình công tác dân tộc trên địa bàn quyện năm 2017. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyện, kêu gọi các quà thượng, thượng tọa Đại Đức A Cha, cán bộ chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, dừng lên ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc, trong đó chú trọng đến các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào Khmer. Dịp này, Quyền Dính Lợi đã trao tặng hơn 200 phần quà cho các quà thượng, thượng tọa, đại đức A Cha, cán bộ là người dân tộc Khmer, đang sinh sống và làm việc tại các cơ quan ở Quyền Dính Lợi. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Quyện đoàn Phước Long phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quyện đã tổ chức hội thi Thiếu nhi kể chuyện Bắc Hồ năm 2018. Tham gia hội thi có 17 thí sinh đến từ Liên đội Thiếu niên Tiền phong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quyện. Tham gia hội thi các em thiếu nhi kể những mẫu chuyện về bác Hồ được đăng duyệt trên sách, báo, tạp chí hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyện kể chủ yếu xoay quanh chủ đề về đạo đức, lối sống giản dị của bác, ca ngợi lòng yêu quê hương đất nước và những đức tính thanh cao của bác. Hình thức của hội thi là kể chuyện, đọc thoại và bốc thăm trả lời câu hỏi của, của ban tổ chức để kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thi nhằm giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, những tình cảm cao quý của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động thiếu nhi thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy. Đồng thời đây còn là môi trường cho thiếu nhi học tập rèn luyện về đạo đức lối sống giản dị của Bác, giúp các em thiếu nhi rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Phường Lãng Tròn đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2018. Có hơn 40 cụ người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 900 hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường về dự. Đây cũng là đơn vị được thị xã Giá Rai chọn làm điểm chỉ đạo nhằm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm cho các xã phường còn lại trên địa bàn. Những năm qua, giới phong trào, tuổi cao gương sáng, Người cao tuổi phường đã có nhiều đóng góp tích cực do các hoạt động xây dựng đảng, chính quyền, bàn trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều cụ đã nghiên cứu, đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn phường có gần 500 người cao tuổi tham gia lao động sản xuất, kinh doanh. Trong đó có 120 cụ là người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi bên cạnh đó người cao tuổi phường còn tích cực hưởng ứng các phong trào tại địa phương phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị dân minh tích cực góp vốn góp ngày công xây dựng giao thông nông thôn sửa chữa đường cầu tham gia công tác hòa giải tại địa phương dịp này ông phạm văn công ngụ khâm ba phường lãng tròn đã chinh dự nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh bạc liêu có phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc nhiều tập thể cá nhân người cao tuổi cũng được nhận giấy khen và bản tuyên dương của quý ban nhân dân phường có thành tích trong vận động hội viên người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017. xã an trạch a huyện đông hải vừa tổ chức lễ trao phương tiện sản xuất và con giống giúp hộ nghèo có điều kiện mua bán sản xuất phấn đấu vươn lên. như vận động trao tặng phương tiện cho hộ nghèo không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn là động lực để giúp hộ nghèo phấn đấu vươn lên Cùng với việc trao phương tiện sản xuất và con giống, thì đơn vị đỡ đầu cũng sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, cầm tay chỉ việc để giúp hộ nghèo chủ động tìm ra phương pháp thoát nghèo bền vững. Theo Ủy ban nhân dân xã An Trạch A, hiện nay toàn xã có 649 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,14% và 97 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,75% so với tổng số hộ trong xã. Phần lớn hộ nghèo của xã là những hộ không có đất sản xuất hoặc có rất ít đất nên phải làm thuê làm mướn để sinh sống qua ngày. Qua đánh giá thực tế, đa số hộ nghèo đều chỉ thú làm ăn, muốn dương lên thoát nghèo nhưng nguồn vốn hiện có quá thấp, không thể tự đầu tư phương tiện con giống. Một số ít hộ nghèo lại bi quan chán nản, thiếu kế hoạch thu chi trong gia đình nên ngày càng nghèo hơn. Xuất phát từ thực tế, xã An Trạch A tiến hành khảo sát và lập danh sách hộ nghèo để vận động hỗ trợ, đáp ứng một phần nguồn vốn và phương tiện sản xuất để giúp đỡ hộ nghèo dương lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ trao phương tiện sản xuất năm 2018, đại diện các ngành tỉnh, huyện và xã An Trạch A trao bản tượng trưng nguồn vốn đầu tư phương tiện con giống giúp đỡ cho 110 hộ nghèo trong xã. Sau đợt trao phương tiện lần này, huyện Đông Hải sẽ tiếp tục xuất quỹ hỗ trợ sản xuất để đầu tư con giống cho 74 hộ nghèo và xuất quỹ vì người nghèo hỗ trợ giống sản xuất cho 46 hộ nghèo trong xã. Dự kiến trong năm 2018, xã An Trạch A phấn đấu thoát nghèo 217 hộ và thoát cỡ nghèo 10 hộ. tính đến thời điểm này, quyện hòa bình đã có một xã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, một xã đạt 14 trên 19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 đến 13 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả trên là do sự nỗ lực của toàn đảng bộ và sự ủng hộ nhiệt tình, đồng thuận của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đường làng ngõ sớm ngày càng xanh, sạch đẹp, nhất là các tuyến đường thẳng tắp, những cây cầu bê tông được xây dựng đến các ấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Sản xuất hàng hóa nông nghiệp được coi trọng và có chuyển biến tích cực, từ đó đã góp phần nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới của huyện hiện nay gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư và vẫn còn một số ít hộ dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới. Hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã Vĩnh Mỹ B đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục xây dựng xã Vĩnh Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Với quan điểm chỉ đạo đó của huyện đó xây dựng cái xã đạt chuẩn thôn mới rồi nó phải thực chất nó không hình thức mà phải đó là đáp ứng cái nâng cao cái đời sống vật chất của tinh thần của nhân dân là ở cái xã nông thôn mới còn cái tập trung chỉ đạo thì quy động đó là toàn cái lực lượng các ngành của quyện rồi của xã ấp và nhân dân đó là tham gia cùng thực hiện. À, quỹ ban huyện thì cũng đang đó tranh thủ các nguồn vốn, nguồn vốn của trung ương, nguồn vốn của tỉnh, nguồn vốn huyện và xã rồi uh, quy động trong dân để rồi uh, cùng uh, tham gia để mà đầu tư thực hiện cái công tác xây dựng cái nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai mô hình cộng đồng văn hóa đô thị văn minh Thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân đã thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ý thức trách nhiệm của người dân đã được nâng cao, tạo sự khởi sắc trong đời sống xã hội ở thị trấn Ngang Dừa. Trong đó, ấp Bà Gồng là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, được chọn làm điểm, chất lượng cuộc sống cũng đã và đang có sự đổi thay rõ nét hơn từ việc thực hiện mô hình cộng đồng văn hóa đô thị dân minh. Toàn ấp Bà Gồng hiện nay có hơn 460 hộ dân, hiện chỉ còn 17 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ gia đình văn quá chiếm hơn 90%. Đa số người dân đã có nước hợp vệ sinh, có điện lưới quốc gia sử dụng trong sinh hoạt, nhất là hạ tầng giao thông đã được xây dựng bê tông hóa và nhựa hóa các tuyến chính. Chủ trương của cấp quỹ chính quyền về xây dựng mô hình cộng đồng văn hóa đô thị văn minh đang được đông đảo bà con nhân dân nơi đây đồng tình hưởng ứng. Từ đó đời sống văn quá mỗi cụm dân cư và từng hộ gia đình đổi thay hơn trước rất nhiều. Thì có ý nghĩa dữ lắm. Rồi tôi cũng đi đóng góp với mấy người tranh quyền thì cũng tiếp người cũng đi tiếp mặn tiếp đi cũng đủ thứ hết khá hơn hồi xưa dữ lắm cái lường lộ đồ cầu đồ nước là xài đầy đủ lắm cực khổ á. <laughs> xăng quần đi múc nước trong viên không à bây giờ nước à, tới tay à muốn xài giờ nào thì có nước giờ nấy hả à. Dưới phương châm tỏ rộng tấm sâu trong cộng đồng dân cư, thị trấn Ngang Dừa đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng mô hình cộng đồng văn hóa đô thị văn minh thông qua việc tập trung duy trì nền nếp vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình tự quản xanh, sạch, đẹp, sáng, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các phong trào cách mạng của địa phương. Đồng thời thực hiện trật tự kỹ cương trong lĩnh vực xây dựng, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gắn với việc kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân dân phù hợp với đời sống thời kỳ hội nhập. Xây dựng cái cộng đồng văn hóa này là chúng ta rút ngắn được cái khoảng cách giữa khu vực trung tâm và cái các ấp vùng ven để sao cái điều kiện kinh tế của hộ dân ngày càng phát triển và nhất là các cái đồng bào dân tộc nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Đón mừng Tết cổ truyền trong cho năm thơ mây năm 2018, mặc dù nghi lễ cũng giống như mọi năm, nhưng sinh khí và chất lượng cuộc sống của khu dân cư ấp văn quá bà gồng nói riêng, đồng bào người dân tộc Khmer ở thị trấn ngang dừa nói chung đã được nâng lên hơn trước đó là nhờ đảng bộ chính quyền và nhân dân thị trấn chung sức chung lòng thực hiện tốt mô hình cộng đồng văn hóa đô thị văn minh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 02 của ban thường vụ quyền ủy hồng dân khóa 12 về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng để xây dựng thị trấn ngang dừa đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020. Bản tin thời sự của đài truyền hình bạc liêu đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.